chút cơm. Can I kéo vô ôm anh bụng mà đen bụng, ôm anh bụng mà đen bụng. Một bài tăng tình con sĩ, một bài tăng tình con xin ôm mê lội 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 sông, ôm mê đi tìm em nhớ thương ai. Ôi con mắt ôm mê liềm diêm, ôi con mắt ôm mê liềm diêm. Một bài tăng tình con nhện, duyên nợ khách tàng bồn. Một bài con tin con nhìn, ôm anh sang ta ôm anh đi tìm em nhớ thương ai. Thương ai, thương ai, thương ai, thương ai. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến phần nhận xét của gia đình chị Ly và Huỳnh Lập. Tụi con bị có một cái là từ từ cái đã con, khi mình hát thì mình cái đờn hoặc cái gì, nói chung cái đạo cụ đó, đừng có để làm cho nó ảnh hưởng tới cái giọng hát của mình.
mà cái hình ảnh lúc con ngồi và An đứng mà đờn nó rất là đẹp luôn. Cái nhất, cái thứ hai, cái bài cuối cùng là bài Lý Cái Đa phải không? Dạ. Hát cho nó đậm một tí xíu nữa. Con hát lại thử một đoạn cho cô nghe thử coi. Trèo lên quan gió, ngồi góc ôi à cây đa rằng tôi lý ôi à cây đa. Ok, đó. Như vậy đỡ hơn hồi nãy. Còn hồi nãy con hát nó bị ngang, nó không có đậm cái chất. Nó lúng liếng một tí xíu nữa thì nó dễ thương hơn, con hiểu không? Chú Vũ rất là thích cái hình ảnh của người con gái Việt Nam mà đờn những cái nhạc cụ dân tộc như thế này. Bây giờ mình rất là hiếm khi thấy những cái cảnh như thế này, đúng không? À, lúc đầu mà đem lên á, chú cứ tưởng là con chỉ dùng để mà làm như đạo cụ để diễn thôi. Nhưng mà chú rất bất ngờ khi biết được là con đánh thật sự luôn. Cho nên là cái này càng thêm điểm cho con nữa. À, tuy nhiên cô Ly nói những cái gì cô Ly nói nãy giờ là có chính xác. Cái cao độ của hai đứa con nó có những cái nó lung lay chút xíu. Có thể là tại vì con bị chi phối khi mà con phải đờn thêm nữa. Cho nên lần sau cho dù mình có đờn hay làm bất kỳ cái gì nữa, mình cũng phải tập trung là nhớ mình hát cái gì. Nói chung đây là một cái tiết mục rất là dễ thương. Tại vì hai bé này, hai bé mà Huy lại như là quyết định là cho gọi là thoải mái với âm nhạc. Tức là không gò các bé vô một cái ý đồ cụ thể nào hết. Tức là hãy để cho hai bé có khả năng chơi nhạc cụ thì hai bé sẽ cùng vui chơi với nhạc cụ, đặc biệt là những nhạc cụ dân tộc như thế này. Vì thế là cô chú đã quyết định tạo cho tụi con một cái sân chơi mà tụi con thấy rồi đó. Hôm nay mình đứng sân khấu, hai hình ảnh của hai tụi con rất là đẹp. Hoa cọ phù du người gạn tình tư treo lên đỉnh đồi áp ngôi nhà cũ, nắng gặp tường vôi hoa vàng một thời, hoa vàng một thời, hoa vàng một thời. Lần theo đường nhỏ mơn man chuyện cũ ngó cành gai khô, mùa mang trôi chảy nỗi buồn mong máy xanh người là xanh. Wow, wow. Xót xước bay lên cành khô bay, lên ngày tôi bay, lên ngày em bay, lên giọt sương không, tên cành khô không, tên ngày tôi không, tên ngày em không, tên mùa màng trôi. Đồng bào xuân thu những ngày thu, từng giọt thư sương bay lên, chặt chiêu tối đêm bay lên, rung rinh tiếng chuông bay lên, đôi tay mơn man ngọt ngào. Xuân thu những ngày thu, từng giọt thư sương bay lên, chặt chiêu tối đêm bay lên, rung rinh tiếng chuông bay lên, đôi tay mơn man những ngọn gió. Mùa màng trôi ôi, chiếc lá xanh rơi
gái lên đây, con gái lên đây, lên. Đứng xa xa, bình tĩnh. Bây giờ để bạn nhỏ giới thiệu tí xíu. Con chào các cô chú ạ, con tên là Trần Minh Thư và con 12 tuổi, con đến từ thành phố Hà Nội ạ. Đấy. Tại vì sao mà con lại có một cái sự tự tin đến như vậy? Có vẻ như là con được học hát và đi hát rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Bao nhiêu năm rồi con? Dạ hơn 7 năm rồi. Hơn 7 năm đi hát và hoạt động âm nhạc rồi. Chú nghĩ là tất cả các cô chú ở đây đều rất là yêu thích con rồi. Và có hai sự lựa chọn. Có bây đâu? Giờ nè. Ba lần. Ở ba lần hả? Trời ơi. Cuộc chiến bắt đầu. Nè em có làm vậy nha. Trời ơi không phải chị đâu. Chị nói cái gì chị? Chị thôi làm em, cái gì vậy? Biết tại sao? Chị làm thôi, cái rồi, gì được vậy? Rồi, được rồi. Biết được. Sao chị gạt cuối cùng không? Chị nói đi. Tại vì chị bị hút quá, chị nổi da gà mà chị đứng lên mà chị bị hút như vậy nè. Cái gia đình này có vấn đề gì về gà vậy? Về gà. Gà gà đủ kiểu. Chị bán khô gà nhiều quá hả? Cảm ơn em. Trời ơi. Bán khô gà đó mà có khi nào thịt làm khô còn lông làm váy không? Trời ơi. Không ai biết hết trơn á, đừng nói. Trời ơi con ơi. Trên trời có chiều vì sao xếp thành bốn chữ. Tại sao hết rồi? Đúng, không, cái đó đang là cái cảm xúc chân thật của chú đấy. Đang hát, không hiểu sao hết. Có nghĩa rằng là chú đang rất là feel và cảm giác là muốn nghe nhiều hơn nữa. Nhưng mà rất là tiếc là tới đó là cái bài mình ra hết rồi. Và mình kết một ngang một cái luôn, nhìn nó ủa tôi đang muốn rất là hứng nghe mà đang rất là muốn nghe mà tự nhiên bây giờ con bé nó hết hát rồi, cảm giác tiếc ngậm ngùi. Cho chú nhìn con nha, với cái hình dáng của con nha, tuy là nhỏ nhưng con sẽ không bao giờ làm những chuyện nhỏ. Ừ. Con sẽ làm những chuyện lớn và lớn đến nỗi làm cho cô chú và tất cả những vị khán giả trong tương lai bất ngờ. Chú có thể cảm nhận được điều đó. Dân gian đương đại, cái bài hát mà con đang hát hoàn toàn là phù hợp với thể loại âm nhạc của cô. Nhưng cô không chỉ có thế, và cô cũng nghĩ là con cũng không chỉ có thế. Hãy về đội với cô để chúng ta cùng nhau làm nên những điều không tưởng, không tưởng. Ok, ok. Con xong chưa? Được không, chị? Rồi, xin mời đội màu hường. Không, nhường cho đội gì? Nhường cho đội màu vàng. Ok. À, Nhi nè. Con gái ơi. Mẹ nữa hết rồi. Cô nói không, nghiêm túc. Bé này nó lớn rồi. Con cái kiểu của con á, cô không biết kiểu gì nữa thật sự. Con thoải mái lắm, con không có gồng mình, con cứ kiểu như là con hợp cảm lý. Thụ á, thấy hay ghê á, thật sự. Chỉ cần con về đội của cô và chú thôi thì cô và chú sẽ để con là con đó, con muốn làm gì con làm. Trời ơi Nhi. Gì kỳ á. Ủa Nhi ơi, rồi cái giá trị không, của không. Cái mà được làm chính mình nó khó lắm. Không, anh hiểu rồi, anh hiểu rồi. Đúng, chính xác là như vậy. Con là cô bé không thể nào bắt con phải làm A, phải làm B. Đúng. Con phải là cái người nói cho cô chú biết con muốn làm cái này. Và cô chú sẽ để cho con thỏa sức là chính con. Con cứ yên tâm, tại vì ba cặp huấn luyện viên phía dưới đều có sự hậu thuẫn rất là đắc lực của các cô chú khác mà phù hợp với từng dòng nhạc dành cho tụi con. Nhá, rồi xin mời anh Hồ Việt Trung. Cái này mình thua cần là được không ta? Sao vậy? Tại em nói nãy giờ là anh chắc chắn là không về mình đâu. Anh này hiểu, anh này hiểu. À, chú nói giỡn thôi nha. À, về giọng hát của con thì không còn gì để bàn cãi rồi. Con là một cái sự đặc biệt từ lúc mà bắt đầu chương trình đến bây giờ đó. Và con là một ứng cử viên của chức quán quân năm nay theo cặp mắt của chú nhìn thấy như vậy. Hay quá. Với giọng hát này thì chú nghĩ mà con mà về đội nào thì chắc chắn con cũng sẽ tỏa sáng mà thôi. Nên con tự nhiên con thích ai thì con về đội đó mà thôi. Đúng vậy. Hợp lý. Cảm ơn Hồ Vị Trung, cảm ơn Diệu Nhi. Và bây giờ sẽ là sự chia sẻ của anh Duy và chị Khánh Như. À, chào con, đầu tiên thì chú muốn nói như thế này. À, tất cả các cô chú đều đã nói về con rất là nhiều, rất là hay rồi. Chú phát hiện ở một điều với con là con có cái sự ngẫu hứng khi biểu diễn. Bằng chứng là khi mà con vừa bước ra sân khấu, nhạc thế nào con sẽ phăng theo thế đó. Và nhạc ra sao là con sẽ hát cái kiểu như vậy. Và cái cách xử lý của con là một cái cách xử lý mà cực kỳ ngẫu hứng và cực kỳ hợp với phong cách mà chú đang đi hát như thế nào. Chú cũng rất là ngẫu hứng. Và đặc biệt nữa ở cái phần bài hát của con. Yep. Có nghĩa là cái bài hát của con hồi nãy chọn là một bài rất là hay, hát rất khó, rất là học thuộc, nhưng chưa chắc tất cả mọi người đều biết, thích nghe bài đó. Thì chú và cô Khải Như sẽ có những cái bài hát, những cái tiết mục và những cái ý tưởng, những cái dàn dựng để cho cái tiết mục của con vừa mang tính học thuật, vừa show ra được cái chất giọng, cái sự hấp dẫn với chất giọng của mình, mà còn làm cho tất cả khán giả cũng sẽ yêu mến cái tiết mục của con nữa. Cho nên hãy về đội của cô chú. Khi mà con bước ra đây là cô đã biết con chọn ai rồi. Thật sự trong lòng con đã có ai rồi đúng không? Nhưng cô vẫn muốn nói với con như thế này. Là khi mà cô làm diễn viên á, suốt một thời gian khoảng 9-10 năm gì đó,
ai cũng biết là sở trường của mình là gì, ai cũng biết là khả năng của cô là gì. Nhưng trong lòng cô vẫn luôn khao khát tìm được một đạo diễn, một người nào đó có thể khai thác thêm cho mình để mình có thể phát triển hơn. Đúng. Và nếu như con về đội của cô, chắc chắn chú Thanh Duy và cô sẽ tìm được cho con một điểm để con lên tới nóc. Mời con. Hay quá. Hay quá em ơi, tụi mình hôm nay xong kỹ thuật bích quá. Yes. Về cái vấn đề tìm điểm thì ai cũng có thể tìm được. Nhưng cái điểm nó có phù hợp với con hay không thì giống như là chú cũng xin tiếp lời với lại của chú Duy, là cái âm nhạc và cái cách nhả chữ của con á làm người ta phải gì nữa. Giọt sương bay lên thành phố, bay lên ngày tôi bay lên. Múa cắm đầu luôn đó con, trơn leo như bọt xuống đó. Ờ trời ơi chị, trời chút xíu nó rớt cái đầu chị xuống rồi. Trước khi mà múa về hình thể á là múa trong ruột rồi con, bao tử nó quặn ở trong đó rồi, thấy không? Mình múa bằng nội tâm á. Rồi bây giờ con suy nghĩ đi con. Không bây giờ nè, chú nói công bằng nè. Có thể là hồi nãy giờ mình nói thì bé nó chưa có hình dung ra được. Bây giờ để thực hiện đi thì đội của chú sẽ cử con Diệu Nhi lên thực hiện những cái độ. Thôi thôi, con đội hai đội cái này em đồng ý nha. Tại vì em cũng có một cái kiến nghị lắm như vậy nè. Anh ơi đừng hát nha. Thì bây giờ đội nào cũng muốn con về thì cảm nhận âm nhạc. Trước khi vào phần thi nè, em xin phát biểu cái này. Ờ phát biểu đi. Là cái phần âm nhạc và cái phần hát của bé là một cái phần mà khiến cho mình phải cuốn hút và mình phải feel theo. Vậy thì bây giờ con hãy tìm điểm chung của con trong tất cả các vị huấn luyện viên, coi là mình có điểm chung về feel như thế nào. Bây giờ ba cô chú sẽ feel theo cái lời hát của con. Yeah. Con thấy cái nào ok nhất thì con về ha con nhá. Con thích đội nào là vũ đoàn của con ở trong tương lai thì con cứ chọn ha. Trời ơi. Rồi. Mùa màng trôi ôi tiếng chim kêu trong veo sò xưa. Mùa màng trôi ôi chiếc lá xanh soi gương sò xưa. Ủa hát rồi đó. Ủa hát rồi con. Trời ơi. Trời ơi con ơi. Đang múa. Ủa sao vậy? Tạm hát luôn. Như con gà quay luôn á. Bé Hoa. Ủa con. Trời ơi em làm đúng đó. Đang phiêu. Mà tại sao con ngưng ngang vậy con? Em xin lỗi chị. Chú đang phiêu. Nhưng mà giống con cút roti quá con. Đúng rồi. Ê, cút quay á. Có giày dầu không? Bé đó nhìn bé Hoa là xém về rồi đó. Chú phiêu mà quặn quẹo người luôn mà con ngưng ngang vậy làm chú tuột hứng hết con. Đó mới là thử thách của bé chứ. Đó bây giờ con thấy không? Hả? Mỗi đội một phong cách hoàn toàn khác nhau. Con ơi suy nghĩ đi nào. Suy nghĩ nào con gái. Dạ lúc đến đây thì con cũng đã rất là muốn chọn về một đội rồi. Thế thì bây giờ lên sân khấu này hát xong, với sự thiện của các cô chú phía dưới, con có thay đổi sự quyết định không? Dạ có. Có sự thay đổi. Thay đổi rồi. Và bây giờ mời con chọn ai? Con chạy về dưới. Trời ơi nó chạy trời nữa kìa. Con ôm đội đó vô đừng lòng. Đừng có niễn nữa nha con, chú mệt cái vụ niễn này lắm. Mời con. Chạy một mạch để đừng có quẹo nửa chừng nha con ơi. Hãy về đội của Vico để chúng ta cùng nhau làm nên những điều không tưởng. Cô chú sẽ để cho con thỏa sức là chính con. Nếu như con về đội của cô, chắc chắn chú Thanh Duy và cô sẽ tìm được cho con một điểm để con lên tới nóc. Ồ cảm ơn con. Cảm ơn con nhiều. Trời ơi thương quá à. Con gái ơi vậy. Anh ơi màu đỏ. Con gái ơi vậy thì lúc đầu con muốn lựa chọn về đội nào mà bây giờ con lại quyết định vậy thay đổi? Dạ lúc đầu là con định lựa chọn về đội giữa. Về đội của chú Hồ Việt Trung và cô Diệu Nhi đó. Nhưng mà cô đã làm gì mà con thay đổi? Cô làm gì mà con thay đổi vậy? Thôi thôi đừng làm em nó sợ. Ví dụ như lúc đầu con chọn bên kia. Ra đi. Em nhớ lại con nhớ lại là ai. Thôi thôi ra đi. Thôi thôi thôi. Một tràng hô tay chúc mừng cho Minh Thư đã về với đội màu đỏ. Chuyện bao đời
Sông chở nước ngọt về đây cho đồng lúa thêm xanh, cho cây lành trái ngọt, cho những đêm trăng sông nghiêng mình lấp lánh như ánh mắt quê hương luôn khát dòng Thưa quý vị, tiết mục ca cảnh Chảy đi sông ơi với sự góp mặt của các thành viên trong lớp dân ca cải lương, dân gian đương đại và vũ đoàn Chuông Gió. Cảm ơn tất cả các bạn. Rồi bây giờ chúng ta giới thiệu tên mình lại một lần nữa cho tất cả quý vị khán giả nhớ nha. Dạ, con tên là Lê Thuy Wendy ạ. Wendy. Dạ, con tên là Nguyễn Trương Thế Thanh ạ. Dạ, con tên là Huỳnh Đặng Ngọc Tâm. Dạ, con tên là Quỳnh Triệu Phú. Dạ, con tên là Lê Ngọc Thanh. Thưa quý vị, mỗi một thành viên trong lớp của ông Năm đều có những cái thế mạnh khác nhau. Và qua từng phần thi thì ông Năm luôn luôn đẩy những cái bé mà có những cái tài năng, những cái điều đặc biệt nhất, tôn vinh cái điều đó lên để cho các bé thực sự tỏa sáng. Và hôm nay là một sự kết hợp tuyệt vời của các thành viên trong lớp dân ca cải lương, dân gian đương đại. Một tràng vỗ tay dành cho tất cả các bé. Xin mời cô Thanh Hằng. Cái gala đã đến rồi thì bây giờ là cô cũng không... có lời gì để mà nói hơn nữa là tạm chia tay các con, mà chúc các con luôn luôn lúc nào cũng học giỏi ngoan, càng ngày càng tiến bộ thêm nữa, càng đam mê bộ môn nghệ thuật cải lương này nữa, thì các con phải học cho thật giỏi để kiến thức của mình thật là tốt hơn nữa, để các con bước thêm một bước nữa. Nếu mà có cơ duyên để gặp lại nhau thì cô hy vọng rằng năm sau, mùa thử tài siêu nhí năm sau, cô sẽ gặp lại các con và cùng các vị giám khảo ở đây nữa. Xin chân thành cảm ơn các con rất nhiều. Cảm ơn. Bữa nay là đêm gala, tụi con đã biểu diễn hết mình. Và chú thấy là bữa nay ông Năm đã chia ra cho các con hát cái những cái sở trường của mình.
và các con đã làm rất là tốt về cái phần đó. Và một cái điều mà chú cảm thấy rất là vui và rất là hãnh diện về cái lớp của ông Năm, đó là một cái sự đoàn kết. Cái sự đoàn kết đó được thể hiện rất là rõ ràng từ những cái phần thi của các anh chị em ở trong đội. Có lẽ là khó có cái đội nào mà được như vậy. Chú nghĩ là riêng bản thân ông Năm thôi làm một cái đoàn cải lương lại được rồi đó. Và chúc các con được sức khỏe và càng ngày càng tiến bộ hơn, và nhất là càng yêu thương nhau nhiều hơn. Xin cảm ơn nghệ sĩ Hoài Linh. Và bây giờ Thế Thanh ơi, con là anh hai của gia đình đúng không? Anh hai của tất cả các em ở đây, thì con sẽ đại diện tất cả các anh em nha. Con có đôi điều chia sẻ với tất cả quý vị khán giả nè, ban giám khảo và ông Năm của mình. Con cũng không biết nói gì hơn là xin cảm ơn tất cả mọi người, tất cả quý vị khán giả đài truyền hình đã tạo cơ hội cho anh em tụi con được gắn bó yêu thương nhau hơn. Và con mong sau chương trình này thì còn tụi con cũng sẽ còn rất là nhiều cơ hội gặp nhau, gặp lại những anh em rất là yêu thương nhau, và gặp lại ông Năm, một người thầy tụi con rất là yêu thương. Cảm ơn tất cả các con nha, và chúc cho các con sẽ thực hiện được những gì mà các con mong muốn. Những ước mơ của các con sẽ trở thành hiện thực trong một ngày gần nhất. Một tràng vỗ tay dành cho các học trò nhí của nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Hùng tôi một miếng coi. Trời ơi. Hùng một cái mà tuốn té luôn. Chú Đại Nghĩa ơi, con bao nhiêu tuổi? Con nói cho cô Đăng Trang biết con mấy tuổi nè. Dạ con 5 tuổi rồi. Giỏi không? Trời dạ đàng hoàng. 5 tuổi sao đẹp ngắt gì không? Con nặng nhiêu ký nói cho cô Đăng Trang nghe luôn. Con 21 ký. Hả? 1 ký. Con có biết con cao bao nhiêu không? 80 mấy, 90, 90 mấy gì không biết không? Chắc không đâu ha. Thôi để cô ra làm sao, con hỏi mẹ con sao. Rồi, không, mẹ con không có đi theo. Con đi với ai? Chỉ có cậu ba dẫn con đi thôi. Trời ơi. Rồi cậu ba tên gì? Thì cậu ba là cậu ba. Đúng rồi, cậu ba ở nhà kêu cậu ba. Sao biết tên, cô đang trang kỳ quá. Thôi giờ vậy nè con, bữa nay con tính ca hát, nhảy múa hay làm gì cho mấy cô chú coi vậy? Con diễn kịch làm MC. Trời ơi. Vậy là chỉ cần múa nè. Trời ơi. Coi như là mấy cô chú đây thất nghiệp gì con hết á. Cô chú nôn quá rồi, cùng vô luôn làm đi. Liền nha. Con làm sao đây? Được không? Ha. Rồi, chuẩn bị. Chúng ta đến với phần trình diễn của bé Putin 5 tuổi, 21 ký. Thưa quý vị và các bạn, chương trình đã xa nhưng hình ảnh của người lính vệ quốc anh hùng gan dạ vẫn là quan yêu đời, luôn tồn tại trong lòng mọi người. Hình ảnh ấy luôn là nguồn cảm hứng cho nhiều sáng tác trong đó các lĩnh vực âm nhạc, ca khúc âm ba hơn. Đang nói gì? Lộn rồi. Có hai làm lại. Hai, ba. Cái khúc âm ba hơn với giai điệu sôi động, vui nhộn và dễ thương của nghệ sĩ Trần Kiết Tường là một minh chứng. Quý vị thân mến, cái khúc âm ba hơn đang nói về hình ảnh quyến mẫu có thật của người lính Hứa Hòa Hân quê ở huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Nghe đâu bác ấy đã gần 90 tuổi rồi và sống tại biên hòa Đồng Nai. Dù thời gian trôi qua, bác ấy nay đã già nhưng hình ảnh tươi trẻ anh hùng lạc quan yêu đời anh ba Hân luôn tồn tại trong lòng bao thế hệ. Ngay bây giờ tại sân khấu này, chúng ta cũng cảm nhận hình ảnh của người lính vui tươi yêu đời là ngày nào qua ca khúc anh ba Hân với phần trình bày của sao không nhửa đi nữa, nghe nữa cho nó đã. Cái gì đó à? Gì đó thôi. Vậy vậy chứ con nói con biết rồi, nhảy múa nữa đâu, nhảy múa gì? Nhảy nữa. Dạ, múa. 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 Đâu múa gì đâu, con múa cho mấy cô chú con. Con lá. Nón lá. Ê, con có nón lá không? Con nón lá. Chị múa đàn ngắn thôi. Đàn ngắn thôi, múa gì quá. Múa nón lá mà có đội nón kết á. Dạ. Một cậu bé 5 tuổi như thế này mà nhớ quá trời thông dẫn tin chuyện, luôn. Dẫn chuyện mà diễn cảm kia lên bổng xuống trầm thấy thiệt là hay luôn vậy đó. Ngồi tập cái bài này lâu không? Dạ lâu.
Tập nhiều lắm sao khang tiếng hả? Con bệnh rồi. Bệnh rồi hả? May là con bệnh mà con diễn máu lửa vậy đó. Dễ thương hết sức luôn. Mời các cô chú nha. Mời chú Thanh Bạch. Lứa tuổi của con mà cái văn nó khó, cái nội dung nó dài. Dạ. Chứ đâu có đơn giản có tên riêng nè, có năm, có số liệu, có quê quán nữa. Thì tất cả những điều đó gom trong một cậu bé 5 tuổi, 21 kg như vậy thì vô cùng ngưỡng mộ. Chú Thanh Bạch ngưỡng mộ con rồi đó. Không biết cô Thanh Thằng có ngưỡng mộ con không ha? Quá ngưỡng mộ đi nữa. Tại vì khi nãy con đọc chuyện có những cái mà con đọc nhỏ nhỏ cô nghe không rõ, nhưng mà những cái nhấn mạnh của con cô hiểu. Bắt đầu cô hiểu liền, giống như là cô nghe mà người Tây mà họ nói tiếng Anh vậy đó. Họ nói mình không hiểu, nhưng mà họ nhấn được, họ quơ cái tay đó mình biết là họ hiểu họ nói gì rồi. Hay lắm con ơi. Bỏ mỏ xuống. Con cuốn cái mỏ không vô. Nói chung là con rất là thông minh, phải nói rất là thông minh. Thôi bây giờ làm vậy luôn đi cho rồi. Là chắc là vậy đi, chắc ai cũng vậy. Ủa gì vậy? Con quyết định vậy đi. Quyết định vậy luôn đi. Các vị giám khảo đều quyết định chọn con. Chúc mừng cô Tiên. Cảm ơn giám khảo đi. Cảm ơn bà giám khảo. Kính xin giám thân tạo thân dựng cao vũ tận mây trời. Ngày xưa quân tử sống thanh cao. Thấy con không có hề nhịp chân, cũng chẳng nhịp tay, giỏ cóc 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 vô một cái là đúng luôn, quá thuần thục luôn. Chú chúc mừng con. Dạ cảm ơn chú. Sao cô? Dạ chắc chắn rồi, tại vì cô nghe con hát ngọt lắm. Cuối cùng cô làm quyết định là vậy nè. Chú thì lúc nào chú cũng ủng hộ đờn ca tài tử nói riêng và cải lương nói chung. Và đối với cái độ tuổi 13 của con, với một cái bề dày mà truyền thống của gia đình như thế này thì chú muốn chọn con vào á là để cho con tiếp tục con bảo tồn và duy trì cái mà gia đình mình đã các có. Cô chú đây yêu thương con hết. Chạy xuống ôm ba đi. Rồi xuống cảm ơn ba nha. Ôm ba đợt mùi quá làm con hát hay. Hay quá. Dạy chữ thánh hiền bên mái đình xưa, mùi ngói hàng cao, học trò làng tôi trau dồi trí tuệ. Nhất từ vi sư, ban từ vi sư, ơn sau trời bề tình thay. Chạy từ nguồn đạo lý ngàn đời, thiên trời địa đất từ cắt tôn con, cửu con tôn cháu, lục sáu tam ba, gia nhà quốc nước, tiền trước hậu sau, ngưu châu mã ngựa, cửa cửa nhà răng, vô trang hữu có, thức biết chi hay, túc đủ đa đồ làng tôi sẽ chữ thánh hiền. Bên mái đình xưa, mùi ngói hàng cao,
cho làng tôi trao dồi trí tuệ. Tụi con chào các cô chú đi, giới thiệu tí xíu về mình. Con xin chào tất cả các khán giả đang có mặt tại đây. Và con cũng xin chào tất cả các ban giám khảo. Và con cũng dành một lời cảm ơn cho các chú đánh ở ban nhạc đã cho con hoàn thành một tiết mục tốt ạ. Con tên là Nguyễn Duy Linh, con đến từ Hà Nội và năm nay con 12 tuổi ạ. Con tên là Trần Đình Huy Trường, năm nay con 12 tuổi, con đến từ thành phố Hà Nội ạ. Hai bạn đều đến từ Hà Nội hết. Trời ơi, đã có sự lựa chọn rồi, chúc mừng tụi con. Con cảm thấy hơi bất ngờ và dòng nhạc này cũng không phải là dòng nhạc sở trường của con. Yes. Thế dòng thì nhạc con có thể thể hiện dòng nhạc mà sở trường của con không? Để phương Nam lòng nghe dòng sông nước trời. Nghe một tiếng hô nửa đêm bao giờ. Để phương Nam lòng nghe đường xa vắng người. Nghe đường thông qua đường qua bên. Đêm phương Nam nhìn lên mây bay khói tỏa, nhìn hòn đá lan. Hey. Nghiêng hey. Nghiêng hey. Nghiêng nghiêng câu ca dao. Yeah. Nghiêng nghiêng mái chèo. Hết thuộc rồi. Nhưng mà thật sự ra hát trong này tự nhiên cái tự tin hẳn đúng không ạ? Con vừa bước ra và cái cách giao lưu của con, cô cảm nhận được là con sẽ còn làm được nhiều hơn thế nữa. Thế còn bạn áo cam đỏ, dòng nhạc của con là gì? Dòng nhạc của con là dân ca. Dân ca miền Nam hay là miền Bắc con? Dạ miền Bắc ạ. Mời rồi, con okay. Dân ca đương đại đó rồi, kiểu đó. Thư pháp ngàn năm núi cao sông dài phác họa hình nước non. Thư pháp từ tâm nét cong nét thẳng phác họa người dương. Người dương. Ok. Cảm ơn con. Chào mừng con về đội với cô chú. Chú chỉ nói một điều thôi. Đây có thể không phải là cái dòng mà cô chú là sở trường. Nhưng chú hứa khi mà tụi con về đội của cô chú sẽ nghiên cứu. Chú sẽ nghiên cứu thật là nhiều về cái dòng mà tụi con cũng mạnh. Và đặc biệt là những cái dòng khác mà tụi con cũng có tiềm năng. Hy vọng là chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái điều gì tuyệt vời cho Tuyệt Đỉnh Song Ca nhí được không? Yeah, chúc mừng tụi con về với đội của mình. Chúc mừng đội màu hồng. Đừng có buồn nha, không phải không bấm nha, hát rất là hay nha, không có buồn. Chào mọi người, chào mọi người. Không cho nói tiếng nào, không cho chào luôn hả? Chúc mừng hai con nha, tốt quá, đẹp trai quá. Con ơi, con bao nhiêu tuổi rồi, ở nhà con có hai đứa cháu gái á. Trời ơi, Nhi ơi em nhỏ, còn nhỏ lắm. Nãy vừa mở ra trời, vừa đẹp trai quá, chọn đi anh. Vừa mở ra trời đẹp trai quá, anh chọn đi anh, chọn đi anh. Đẹp trai, dễ thương, có chịu nổi. Quý vị và các bạn thân mến, sẽ có rất nhiều sự bất ngờ xảy ra trên sân khấu này. Và tiết mục tiếp theo sẽ là gì? Xin mời tất cả quý vị cùng nhau theo dõi, xin mời.
rừng sẽ lên xanh, rừng giữa đưa Chấm Quốc. Wow, thấy thương chưa kể. Ở những giây phút cuối cùng thì đội màu đỏ cũng chọn con luôn. Chúc mừng cho con, một tràng hót tay thật lớn cho bạn nào. Lại màu đỏ. Con ơi, con hãy phá cái lời nguyền là đội màu đỏ sẽ về đội màu đỏ đi. Màu đỏ liền kề. Anh ơi, màu đỏ. Màu đỏ. Màu đỏ. Phá cái lời nguyền đó đi. Đây là đội màu hồng. Hồng đậm nha. Hồng cánh sen. Có nghĩa là màu hồng cộng với màu đỏ ra màu này. Vậy là chắc chắn là cái không có màu vàng rồi đúng không? Có, đúng. Bây giờ gặt lên không? Anh ơi. Đủ máu rồi. Rồi, con trai giới thiệu tí xíu về mình đi nào. Dạ, con tên là Nguyễn Đình Trấn Quốc, đến từ An Giang, năm nay con 11 tuổi. Chào con. Dạ, con xin kính chào ban huấn luyện viên cùng toàn thể các quý vị khán giả đang có mặt ở đây. An Giang, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Con ở đâu anh Giang? Mình có muốn đi dạ con ở Thoại Sơn, An Giang. Trời ơi, Thoại Sơn là chú đó gần quê nội chú luôn. Chú ở Chi Tôn, Tỉnh Biên. Kế bên con ơi. Anh Duy, anh trời nói cho mọi người biết đi, quê anh ở đâu. Anh Duy ở đâu? Dạ chú ở Trà Vinh con. anh Giang hả con? Anh Giang thì nếu mà mai sau cô mà lấy người cô đang yêu đó, cô làm dâu anh Giang đó con. Một phút bia trá hình. Trời ơi, rồi FA giờ... không thích điều này. Thôi bây giờ quên hết chuyện gia đình. Bây giờ mình nói về giọng hát của bé nè. Anh Duy, tại sao đội của anh là muốn quyết định là lựa chọn bé đầu tiên? Con hát á, là hai cô chú còn hơi lấn cứng xíu. Tại vì á, là rõ ràng là con là một cậu bé có năng khiếu, nhưng mà là con chưa có ai dạy con hết.
Cho nên là cái gì mà con có là con cho mọi người hết. Con hát bằng hết cái trái tim, hát bằng hết cái ngọn lửa trong lòng mình. Nhưng mình cần phải có một cái người hướng dẫn, để cái người đó biết cân bằng giữa cái nội lực của con và cái sự nhiều khi mình đi hát lớn quá hay là mình hát bị lố quá, thì sẽ có một cái người là chú và cô Khải Như sẽ balance, cái cân bằng lại, để mà cho con có một cái tiết mục nó vừa phải, nó không có bị quá xìu mà nó cũng không bị mà quá lố để mà mình bị phá đi cái giọng của mình, vẫn là một tiết mục vừa phải và hấp dẫn. Và đặc biệt nữa, khi mà mở cái cửa này ra, con quay lại chú thấy rõ ràng là con nhìn thẳng vào đội cô chú cười một cái, đúng không? Chào nữa rất đúng là không? Lịch sự luôn, lịch sự lắm đó. Nên là chú thấy là tụi mình cũng có một cái gọi là cái sự liên quan nhẹ nhẹ đó, liên kết nhẹ đó. Nhẹ đó. Nên là con hãy suy nghĩ và nhớ chọn đội cô trước. Rồi mời đâu mà đó, trời đứng lên liền luôn. Trời ơi, nói về cái việc mà ngọn lửa của mình làm cho thế nào để cho nó phù hợp trong từng cái lời hát đó con. Có những lúc nhẹ nhàng thì lửa nhỏ, có những lúc mà cao trào thì lửa lớn. Bây giờ chú nói cho con dễ hình dung, con biết cái bếp ga không? Dạ biết. Đó, cái bếp ga lúc mà nước cái chưa có sôi á, mình làm lửa lớn nhà nước sôi rồi á, cái mình riu lửa lại chút xíu để mình cân bằng cái độ sôi sục của nước ở trong đó. Dạ, đó, được. Cái bếp ga nè con, đây là bếp ga nè. Đó, bếp ga, vừa dặn bếp ga, còn con là lửa, khán giả chính là nước. Đó, phong thủy quá trời ơi. Cho, tại sao không kể ra như vậy là thiếu một cái nồi. Đúng. Phải có cái nồi chứ, bây giờ cái bếp ga với cái lửa, với cái nước, cái nồi đâu? Nếu mà nói về lửa, nếu mà nói về lửa thì cả chú và cô Khải Như đều là mạng hỏa hết. Con cả nói hai về đều lửa. Là hai cái chùm lửa nè, sẽ tiếp lửa cho con. Con nói về lửa là không ai rành bằng cô Như hết. Sao? Lửa làm sao? Đó. Bên kia hai ngọn lửa mà lửa lớn quá đâm ra sẽ cháy lớn con à. Bên đây một lửa, một thôi. Kim. Kim là gì? Kim loại, mạng kim. Ồ kim. Là bây giờ mình đi thi là mình coi mạng rồi. Đúng rồi, đồng thủy rồi. Thật sự là đã là thí sinh cuối cùng rồi, cho nên chúng ta không còn gì để mất nữa. Đúng. Tất cả những điều mà chú Lập nói là để cho con hiểu về cái lửa, tất cả mọi thứ. Nhưng về cái chuyên môn thì cô Hòa xin được phép nói là cô Hòa nhìn ra được rất là nhiều khuyết điểm trong giọng hát của con. Và cô Hòa, cái thể loại này con hát bằng giọng Bắc đúng không? Dạ. Hát tất cả các thể loại bằng giọng Bắc. Đây, cô giọng Bắc này con. Thì cô Hòa, khi mà cô học ở trong trường nghệ thuật á, là cô đã học đầy đủ chín muồi tất cả mọi thứ về thanh nhạc. Và cô rất hy vọng là cô có thể truyền được tất cả những kinh nghiệm của cô vào trong suốt 5 năm qua dành cho con. Cô Hòa sẽ dạy con cách mà hát giọng Bắc, nhưng chú sẽ dạy con hát đúng chính tả, chứ không có thiên về muốn bắt thay đổi con, là bắt con thay đổi ra một cái người khác không phải là con nữa. Con vẫn sẽ là con thôi, nhưng với một cái phiên bản khác được chú chỉnh lại ở phần chính tả và nhiều cái phong cách biểu diễn khác nữa. Rồi, dạ, xin mời đội nãy giờ không bấm mà muốn lên tiếng nè. Tính từ đầu giờ chú ít người ít nói nhất, chú chỉ làm thôi. Chú có món quà tặng con, và cái món quà này là cũng là gợi ý của chú, con nên về đội nào nha con. Chú hết dễ thương. Trời ơi, ở đâu anh chuẩn bị ra bong bóng vậy? Trời dễ thương nè, đội cho nè. Đó. Bẻ bẻ qua bên đó. Thôi đi đi cho nó đó. Ừ, ra làm sao luôn hả? Ừ, giống rồi. Là bây giờ hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của con. Con sẽ về với đội của cô chú nào? Vì món quà của chú Hồ Việt Trung, nhưng con sẽ chọn về đội của chú Huỳnh Lập và cô Hòa Minh Si. Trời ơi, cảm ơn con trai. Lời nguyện không bao giờ chấm dứt. Lời nguyện vẫn cờ trên đầu con nha. Đây, không, cái này là hụt hẫng thật, hụt hẫng thật. Thằng bé cứ nhìn tôi cười cười, nhìn anh Duy cười cười. Về đội chú phải không con? Cười cười đi thẳng gì đâu đó. Yeah.
không về miền Trung. Nhớ hoài kỷ niệm những ngày còn thơ. Một miền quê nghe câu mai đầy. Quê hương tôi nắng cháy nhà người. Thương mẹ tao từng vì con. Mẹ ngày xưa ơi mẹ của con. Biết bao nỗi niềm trên bến cầu. Rồi, xin chúc mừng hai con đã hoàn thành xong phần thi của mình. Rất là ấn tượng, cực kỳ cảm xúc. Và con có thể thấy rằng là đã có hai luồng sáng tím về tụi con ha. Thì bây giờ chú sẽ đứng đây để chủ trì công đạo cho phần lựa chọn về với hai đội. Thì bây giờ con hãy giới thiệu về bản thân mình đi. Con xin chào tất cả hội luận viên cùng toàn thể các khán giả. Con tên là Nguyễn Thị Quỳnh Nhi. Năm nay con 13 tuổi và con đến từ thành phố Huế. Dạ, con tên là Lương Ngọc Như Quỳnh. Năm nay con 9 tuổi. Con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. À, cô bé này lần đầu tiên tham gia chương trình. Còn cô bên kia quen quá luôn. Chào con Quỳnh Nhi. Khi mà con cất giọng, cô đã nhận ra giọng con.
thật sự rất là ấn tượng. Và giống như một cái lời hứa mà lúc đó cô trò mình có hứa với nhau là năm sau con lại tiếp tục quay trở lại để mà chinh phục. Và chào mừng con đã quay trở lại với tuyệt đỉnh số ca nhí. Ôi, năm ngoái là bé thi rồi, đội ai đội em luôn hả? Năm ngoái thi rồi đội em hả? Dạ. Thôi đi em, rồi em có loại không? Dạ em loại đó. Vậy năm nay biết qua đội ai rồi đó con? Không có con ơi, con biết là năm ngoái tình hình của mình như thế nào mà năm nay chắc chắn nó sẽ là một diện mạo mới. Cô thật sự là cô cảm thấy cô rất là yêu cái giọng hát của con, cả cái giọng nói của con. Và hôm nay cái hai cái tà áo dài trắng nó tuyệt vời lắm, nó dễ thương, nó trinh nguyên như cô chú vậy đó con. Thì... nói xong mình còn cái đừng nói câu đó, nó không có vô, nó mới vô. À vậy hả? Hai cái áo dài với là cái đầm kim sa lấp lánh. Xin lỗi mọi người, xin lỗi Nhi, nhưng mà con ơi, ai cũng có một lần lầm lỡ. Không, nhưng mà con ơi, nói thật là năm ngoái là cô Như với chú Ngô Kiến Huy không biết làm sao chứ không biết. Nhưng năm nay cô Khải Như có chú về với đội của cô Khải Như. Và khi mà tụi con hát á, là cô Như bảo bấm đi anh. Bởi vì là biết là tụi con rất là hợp với đội của cô chú. Về con á, thì con có không chỉ là giọng hát hay mà con có còn có nụ cười tươi nữa. Khi mà con vừa mới bước ra là con cười tươi thì là tươi và rất là hợp với đội cô chú, bởi vì tụi cô chú cũng rất là thích cười. Còn đội cô cũng vui lắm, ai cũng cười hết á, cười lên. Đội cô vui lắm. Như Quỳnh, cô có thích cô Như Quỳnh không? Dạ có. Trời, chú là fan của cô Như Quỳnh nè. Con có muốn gặp cô Như Quỳnh không? Con muốn gặp cô Như Quỳnh không? Dạ có. Vậy thì về đội cô chú nha. Để cô chú xếp lịch chứ cũng không chắc là gặp được. Nhưng mà nhìn chung đây là một cái tiết mục hay. Bolero hát rất hay và đặc biệt là có âm hưởng của giọng ca Huế. Và nói chung là về cái phần hát rồi tụi con làm rất là tốt rồi. Nhưng về vẫy đội của cô chú sẽ còn dạy thêm để cho tụi con có những cái phần biểu diễn còn hấp dẫn hơn nha. Yeah. Vâng, rất là cảm ơn đội màu hồng của chúng ta. Và bây giờ xin mời ý kiến của đội màu vàng kim long. Cô sẽ nói trước về hai con với cương vị là một người khán giả. Nãy giờ mà cô nghe hai con hát đó thì cô thấy giọng hát hai con rất là truyền cảm luôn. Và hai con hát cô thấy rất là nhẹ nhàng, rất là bình thản. Hai con không có một cái chút gì gọi là căng thẳng hết. Mà cô thấy hai đứa con cười cũng rất là đẹp. Con gái à, nhìn cô nè, nhìn cô. Con ơi, nhìn cô bên đây mẹ, nè. Mẹ nè. Con vào, trời ơi, em không quên ai đứa này rồi hả? Cô đang nói chuyện với con nhớ nhìn cô nha. Cô đang nói chuyện con nhìn đâu, đèn nhìn đâu. Con khóc đó, là con không có cười được nữa. Thực ra là nhìn bên đây nè. Tôi bỏ vậy. Bây giờ đội của mình nói cái gì chuyên môn đi hả? Chuyên môn là để anh Trung rồi, xin mời anh Trung. Về giọng hát của hai con á thì được cái là giọng của Quỳnh Nhi, con rất cái giọng con rất là bén mít nên là bây giờ á là chú cũng rất thích hai giọng của con. Hai giọng hát này á khi mà hai đứa con hát là chú đang nghĩ trong đầu là sẽ làm cái gì tiếp tục cho hai đứa con rồi. Rất mong là hai con sẽ về với đội của chú để mà chú có thể phát huy tài năng của hai con nhiều hơn nữa. À, nhẹ nhàng vậy thôi à? Nhẹ nhàng thôi, tại vì cá tính hai bé rất là nhẹ. Tại vì năm ngoái hình như là con đã từng bên đội của cô Như rồi. Cho con cơ hội đi con. Con ơi. Và con đã biết được là cô Như đã dạy hết tuyệt chiêu cho con rồi. Chưa thì hết. Bây giờ con đến đây là con có thể là qua đây con học hỏi thêm tuyệt chiêu của chú nữa. Không nha. Này chú chưa chắc, tại nãy chú nhắc lại, năm ngoái là cô Khải Như với chú Ngô Kiến Huy là khác. Chú Thanh Duy có một màu sắc khác hoàn toàn chú Ngô Kiến Huy. Và chú cũng khá là tự tin về cái phần âm nhạc, về dân ca, về bolero, về những bài hát dân gian. Và đặc biệt là với cái chất giọng của hai con á, là chú nói là không chạy đâu xa ngoài cái khả năng của chú. Cho nên là chú cũng tin là nếu mà tụi con về đội của chú sẽ làm cho hai con hát. Không chỉ mình đã hát hay rồi, sẽ biểu diễn nè. Và phát huy được cái bên trong, cái nụ cười tươi của tụi con. Để làm sao mà lên sân khấu một cái là khán giả không chỉ nghe mình hát hay mà còn thấy là mình dễ thương và muốn bình chọn cho mình. Như ơi, ở bên kia đội của cô Như và chú Duy là có một màu sắc mới là của chú Duy. Còn bên đội cô là hai màu sắc mới. Hai lần con. Hai màu nè, con ơi, con về đội của nè, cô Diệu Nhi là nè. Về bắt con quét nhà chết luôn đó. Thấy cái chổi của cổ chưa? Không có về. Không có đâu con. Con ơi, cô chắc rằng cái khả năng của cô sẽ giúp được cho con. Cô Diệu Nhi đây có một cái sự chân thật. Chân thật. Về cái sự thật thà, có sao nói vậy, đúng không? Rồi. Tuy rằng là cô Diệu Nhi không biết cách vẽ một cái thế giới màu hồng, nhưng mà cô Diệu Nhi sẽ dành hết những cái gì đó mà cô Diệu Nhi có được, mặc dù cũng không có gì, để mà mang đến cho tụi con ha. Và chú hứa với con là khi mà hai đứa con về đây thì chẳng những chú mà chú còn sau lưng một ekip hùng hậu để hỗ trợ cho con về những cái phần thi của con. Con cảm ơn cả cô chú. Thank you.
trong xô nghiêng bên màn thuyền, lòng bồi hồi theo cánh chim hai âu tung bay giữa đại dương. Lửa sông hướng về màu xanh thân thương nơi đảo xa, từng nụ cười trao nhau mỗi sáng khi bình minh lên trên vai gầy, ngọn lửa hồng rực cháy trong tim vì quê hương, vì niềm tin ước muốn giữ gìn đảo xanh thân thương, đảo quê hương. Bạn thân ơi cùng bên nhau hát lên bài tình ca, Phan Hoàng Bình năm nay con 9 tuổi, con đến từ Nghệ An ạ. Hay quá. Con đã từng đi thi nhiều chương trình chưa hay là đây là lần đầu tiên? Đây là lần đầu tiên cháu đi thi ạ. Ồ, cho nên là vỗ tay ủng hộ tinh thần cho bạn. Cái phong cách của cái cậu này nhìn vô là thấy anh Trung liền. Thấy anh liền luôn á. Quần jean, quần jean áo phông, áo bomber. Anh lên đứng kế bên rồi. Anh lên đứng kế bên. Nhìn như hai giọt nước luôn á. Cái kiểu máu lửa. Cái thật sự chân thành. Cái kiểu máu lửa nữa. Chân thành. Trời ơi, vỗ tay còn nói gì nữa. Anh ơi, còn gì nữa trời. Anh Trung, em muốn hỏi quê anh ở đâu ạ? Quê anh có phải là ở Nghệ An không? Không. Tại vì thấy mặt hai cha con giống nhau quá. À. Không, thật sự thấy giống mà mọi người. Thấy giống. Giống, rất giống cái luôn. Cái phong cách rất là hợp. Trước lúc mà con ra nè, thì trong đầu con có nghĩ là con sẽ về đội nào chưa? Ừ, rồi ạ. Con về đội nào? Con về đội chú ạ. Tâm lý ra. Đấy. Bởi thế mới nói. Anh Trung ơi, anh muốn gì nữa? Còn nói gì nữa? Còn nói gì nữa? Một khi Trung, cậu bé này có một chất giọng rất sáng và cao luôn. Chỉ cần có một người khai thác được nó thôi. Với lại là cái sự chia sẻ và cái kỹ năng của anh Trung nữa là tuyệt vời. Chú thích phong cách như vậy. Cái nhất mà khi mà chú ngồi chú nghe đó, chú nghe con hát thì để coi con làm cái gì nữa, thì nghe lúc mà con kêu come on. Đúng rồi, hồ gì chung chứ đâu. Điểm nhấn có nghĩa là khi mà con quay vào bên trong thì không có ai hết, chỉ một mình con thôi, mà con tự tạo cho con được cái độ sung, thì khi mà con ra ngoài sân khấu mà nhiều khán giả vỗ tay cho con thì con còn sung cỡ nào nữa. Em ơi, bấm giùm anh cái cần này, cưng gạt lên giùm anh. Anh Trung, hãy nói cho một lời.
Tại vì hồi nãy bé nói là con muốn về đội của chú Hồ Việt Trung. Mà đội của chú Hồ Việt Trung còn có ai nữa mà không nói. Về chú Trung với cô Nhi. Đó. Gặt luôn rồi, gặt rồi mọi người ơi. Nãy giờ nhi. Chọc con thôi, cho nhi. Con thêm cái phần hồi hộp thôi. Chứ cô chú là muốn chọn con ngay từ đầu rồi. Bây giờ đó là cô Nhi cũng đã chọn con rồi. Con xuống ôm cô Nhi một cái đi. Đúng rồi, hôn vào má trời của mẹ mặt, đi con. Sao mặt thằng bé miễn cưỡng quá vậy? Con cười thấy đó. Nào ngồi. Thôi, đẹp từ từ về gia đình vun đắp nha. Cảm ơn thiệt con thà nha. Dễ sợ. Hay quá. Để con coi coi, trời ơi sao mặt. Nhi ơi, Nhi ơi. Nhiêu tuổi rồi? 9 tuổi ạ. Ờ, nhà cô Nhi có đứa cháu này. Đợi con. Không chung chứ không ai. Mình con, mặc quá không chung rồi. Cảm ơn con nhiều nha. Hy vọng rằng là bé về với đội của mình rồi, về với gia đình rồi, sẽ có thêm nhiều sự gần gũi và gắn kết nha. Một tràng pháo tay chúc mừng cho đội màu vàng đã có thêm chiến binh mới. Và bây giờ sẽ là tiết mục tiếp theo. Xin mời. Rồi lưng thon chạm vào cuộc mộng của giòn nỉ tiếng kêu xa gầm gầm kia đoạn trường tất ta tất tử nợ nần đi thế gian si ý à ý à ý à ý à ý à ý à ý à ý à ý à em đẹp em xinh em có nước em đang đón đi thời nắng xanh nước thời đưa biêu còn trăng vẫn tròn em vẫn son đi ở ôi ấm xoay vần con quay quay em say giấc mơ say tình say người em thương say người em yêu đến gầm gầm kia đoạn trường tất ta tất tưởi bước đi phòng sương ngại ngần đi cái chi chi nợ nần đi thế
Một tràng pháo tay cho Mai Phương. Ôi ơi, xin dễ sợ. Con chào mọi người đi. Con xin chào 6 huấn luyện viên và con xin chào quý vị khán giả. Con tên là Nguyễn Thị Mai Phương, năm nay con 12 tuổi, con đến từ Thanh Hóa. Giọng ca của con rất là nội lực luôn á, con hát rất là sáng luôn. Vậy thì không biết là các cô chú cảm nhận như thế nào? Cô đã khám phá ra chất giọng của con là một chất giọng nghe có vẻ nghe ồm ồm á nha. Nhưng mà khi mà lên cao lại nghe rất là sáng, tức là nó có một cái quãng rất là rộng. Nhưng mà cái bài vừa rồi của con là nó tiết tấu rất là nhanh, cho nên con xử lý chưa được khéo, chưa được tinh tế ở những xoay vần con quay á. Nó là người ta sẽ nghe nó sẽ đã hơn rất là nhiều, nhưng mà con bị thiếu cái đấy. Cho nên là cô Hòa mới không gạt nút này, và bởi vì cô Hòa chờ là khi mà con xuất hiện con sẽ làm được một cái gì khác, vì cô Hòa và chú Lập đang hơi băn khoăn về điều đấy. Là bởi vì cũng có rất là nhiều lý do, có rất là nhiều thí sinh lựa chọn dòng nhạc này để chi? Phô hết chất tất cả những cái độ mạnh, cái cường độ trong cái giọng hát của mình. Nhưng mà để công nhận cái giọng hát đó có tuyệt vời hay không, mạnh nó không phải là yếu tố đủ để mà xác nhận. Nó phải khéo léo. Cho nên là mình phải có một cái sự khéo léo, mềm mại và đôi khi xử lý tinh tế, nhẹ nhàng và tích tắc thôi. Bây giờ nghe một bài nhẹ. Đúng rồi, cho chú nghe một cái bài gì đó nó lả lướt không được không? Cây súng xinh, tăng tình là cây súng mộng. Cây súng mộng có bên. No, bài này chắc con không biết đúng không? Cây trúc xinh, cái nó phải rất là khéo. Cái đó bây giờ cô sẽ chỉ cho con. Nếu cô con làm được. Cô Hòa hát mẫu đi, cô Hòa hát mẫu đi, xong con sẽ hát lại. Bây giờ nha, cô Hòa chỉ cho con. Nếu mà ngay bây giờ con làm được thì cô Hòa sẽ, anh Lập đồng ý là mình sẽ nhận con không? Nếu mà thấy con chưa? Làm được. Cứ để cho bé thử sức. Bất chấp hết tất cả mọi thứ, mang chừng không lên sân khấu luôn, một tràng hỗ tay cho Hòa Minh Di. Tại vì là biết sao không? Em phải nhận một bé mà em dạy, em cảm nhận em sẽ dạy được bé. Ngay bây giờ nếu mà, tất nhiên thời gian sẽ rất là ngắn, nhưng mà con mà nhanh trí hơn một tí thì con sẽ làm được. Cây trúc xinh ý. Ý. Chuẩn, nào, thử nha. Cây. Nào, từ từ bình tĩnh con, không run này. Bình tĩnh con, bình tĩnh. Từ từ mình thôi. Trước khi mình làm cái gì mình bình tĩnh. Lấy một hơi cái thở nha, rồi mình làm nha. Cái cây thì hát nhẹ, từ ý là con vuốt lên nhẹ thôi, vuốt nó theo một vòng như này. Cây. Nghe nhìn tay cô nhá. Cây. Cây. Ngồi là 2 3. Cây trúc xinh, tăng tình là cây trúc mộng. Quá. 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 Mọi người thấy bé học có nhanh không ạ? Đấy là những cái mà em đã làm việc với rất nhiều các bạn trẻ em, trẻ con. Em phải nhận, phải thật sự. Nếu biết em nhận được bé về mà em không dạy được bé em cũng rất là sợ. Bây giờ vấn đề quan trọng nhất là em cảm giác như thế nào? Đúng. Tại vì đây là cái lúc mà cả hai gọi là tìm hiểu nhau để xem là cái cách mà mình làm việc với nhau có hợp hay không. Tìm điểm chung thì đó là cái cảm giác của em và cả cảm giác của bé nữa. Con có cảm thấy hợp hay không? Theo anh nghĩ em nên nhận. Tuyệt đỉnh song ca nhí không bỏ qua một cái tài năng nào hết. Và rất hợp với em, anh công nhận như vậy. Em cũng có bạn để cặp với bé nếu em chọn. Mà quan trọng là em vẫn phải cần biết là mình có thể làm được cho gì cho bé hay đây, không. Đây anh sẽ nói cho Hòa định thần lại một chút xíu. Là bởi vì chúng ta không thể nào yêu cầu các bé có thể am hiểu hết tất cả những nhạc lý hoặc là trải qua những cái gì đó mà mang đến cảm xúc á. Nhưng đâu đó các bé có thể nhanh trí và bắt chước được. Thì hồi nãy em mới đưa ra một thử thách cho bé, thì bé một phần nào đó có thể bắt chước được. Thì có thể thấy rằng là bé này tiếp thu khá là nhanh. Khá nhanh. Mình có thể về không? Cái này để em gạt anh, không cần phải qua đâu anh. Chúc mừng con. Con cảm ơn cô chú ạ. Chú nói đi chị, để con cố gắng. Đúng rồi. Mình cố gắng là bởi vì sao? Bởi vì không phải cứ nhạc gì mình cứ nức nở là nó sẽ hay. Đôi khi mình phải có một sự nhẹ nhàng mềm mại, giống như là cô Hòa mới vừa chỉ con vậy đó. Nói chung là chất giọng là thứ quan trọng. Và cái những cái còn lại để cô Hòa lo. Đó. Chúc mừng cho
Mai Phương đã về với đội màu đỏ. Rồi, chúc mừng con. Giờ cố gắng nha, học nhiều hơn nha, trao dồi nhiều hơn. Dạ con em nha, giỏi lắm, nhanh trí lắm. Chúc mừng con. Chỉ dạy một cái là làm được liền à. Dạ, dạ đây con em. Dễ thương không? Như một nàng tiên, váy trắng thướt tha, màu xanh mây. Oh.
Trời ơi, hôm nay mặc áo dài đẹp quá. Cảm ơn con với bài hát vừa rồi. Dạ cô chú. Ủa, con dạ. Nói giọng nam hả? Dạ con nói giọng nam. Con giới thiệu một tí xíu cho mọi người biết về con nè. Dạ con xin chào 6 vị huấn luyện viên cùng các quý khán giả ở trường quay. Con tên là Bùi Ngọc Ánh, con 12 tuổi, con đến từ Hóc Môn. Thật sự như chú nói như thế này, khi mà con hát á, hồi nãy giờ chú rất muốn bấm cho con, nhưng mà chú đây là không phải là sở trường của chú không biết là về là chú sẽ làm cái gì cho con, nên chú rất là do dự. Bây giờ con có thể hát cho chú nghe một bài dân ca miền Nam để chú nghe được không? Con muốn lại gần ôm lấy cha, muốn tựa vào vai của cha. Wow. Con muốn nắm lấy tay cha thật chặt, những vết chai sần đã hằn sâu. Hay xúc động giọng quá. Hay quá. Wow, giọng có nhạc cảm rất là hay mà rất là đầy luôn. Bây giờ như thế này, chú không biết là chú sẽ làm được cái gì cho con, nhưng chú sẽ cố gắng hết mình để mà mang cái tiếng hát của con đến rộng rãi với các cô chú cũng như là khán giả nhiều hơn nữa. Chú sẽ bình chọn. Chúc mừng con. Chúng không muốn uổng phí một khi mà đến với Tuyệt Đỉnh Song Ca phiên bản nhí á, thì chúng không muốn là mình, anh em tụi mình nha, mất đi một cái tài năng nào hết trơn á. Mình thấy hay, mình thấy có tài năng là mình cứ đem về nhà mình đi rồi mình xử sao. Trời ơi. Bé có thể hát đa dạng được dòng nhạc, nhưng mà chính vì bé đa dạng quá nên đâm ra là bé chưa chuyên về dòng nhạc nào đó để thực sự tạo được ấn tượng ngay cái khoảnh khắc này. Chính xác. Đó, cho nên là có thể về chú Trung sẽ giúp con khai phá bên trong con nhiều cái mà thậm chí bản thân con nhiều khi con nghĩ là con không hát được, nhưng mà con sẽ hát được nếu như có chú Trung dẫn dắt. Bởi vì chú Trung đã có rất là nhiều kinh nghiệm rồi. Hy vọng rằng là khi mà con về với đội của chú Trung, con sẽ có nhiều cơ hội để có thể hát được nhiều dòng nhạc khác và tốt hơn rất nhiều. Chúc mừng cho con. Cảm ơn cô chú. Hồi nãy con hát một câu thôi mà rất là tình cảm. Hát hay á thì rất là dễ hát hay, nhưng mà hát tình cảm á là cũng phải tùy cái trái tim nữa con. Nắm tay ba con về đi. Ừ, về với mẹ nữa. Bye bye, bye bye cô chú. Cảm giác của con trước khi thi cảm thấy rất là hồi hộp luôn. Tại vì bài của con thì nó rất là cao, nhưng mà con lại phải ngồi chờ trong máy lạnh trong thời gian lâu á. Con sợ khi lên sân khấu con bị rè tiếng nên rất là hồi hộp. Nhanh lên đi chị hai. Chị đi chậm quá trời ạ. Con bé này, em bắt chị xách cái cặp cho em nặng gần chết vậy nè. Sao mà chị đuổi thêm cho kịp không biết nữa. Gần về tới nhà rồi đó. Thôi em chạy ù về, lo thay đồ tắm rửa, ăn cơm là đi học bài đi. Nhớ là không được đi đâu chơi lung tung hết nha chưa. Dạ. Ờ mà này hai ơi, chiều nay á em không có học, hay là hai cho em phụ hai một ngày nha. Không có được, chị đã nói với em rồi. Em á, chị có việc là học cho thiệt là giỏi thôi. Còn mấy cái chuyện nặng nhọc này cứ để cho chị lo là được rồi. Thôi mà hai. Không cho được. Cho em phụ hai một ngày thôi mà. Năn nỉ rất thương nhiều nha. Con bé này lì ghê vậy luôn nha. Thôi được rồi, một lần này thôi á. Dạ. Mà em phải hứa với chị á là em chỉ được đi vòng vòng trên cạn thôi, không được đi ra ngoài sâu nha chưa. Dạ. Của em nè. Phải nhớ lời chị dặn đó nha chưa. Dạ. Thank you.
cơn lũ. Giông tố thét gào nhưng em đâu rồi. Này của ông Nam Hữu Quốc vẫn không thể nào mà không rơi nước mắt, bởi vì cái phần diễn xuất của con cũng như là cái giọng hát của con rất là hay. Và cảm ơn anh Hữu Quốc đã cho một cái kết có hậu. Dạ. Anh đã làm khác đi so với rất nhiều những cái phiên bản trước đây mà Đại Nghĩa đã từng xem qua. Cảm ơn anh. Và xin mời các vị giám khảo, mời giám khảo Hoài Linh. Con không có hát rập khuôn như các cô, các chú, các anh chị khác. Con xử lý cái bài này nó có cái chất riêng của con. Chú thích cái chỗ mà em ơi bỏ chị lại, thì cái chữ bỏ đó con thả rất là hay. Và trong cái giọng hát của con nó có cảm xúc. Cái cảm xúc đó không phải học ra mà có. Nó có từ trong cái bản năng của mình. Và chú chúc mừng con đã hoàn thành xong phần thi của mình. Rất là dễ thương và rất là tuyệt vời. Cảm ơn chú Hoài Linh. Và với giám khảo Quang Lê, một người gắn liền với dòng nhạc trữ tình quê hương, thì giám khảo Quang Lê thấy bé trình diễn ca khúc này như thế nào? Về cái bài này á, thì có thể là một số người lớn đi trước đã để làm cái ấn tượng quá mạnh rồi. Cho nên khi mà con hát lại mà con không có giống những người trước, cái đó là cái mà mạnh dạn mà chú phải có lời khen, vì con không giống người trước mà con có cái riêng của con. Cảm ơn giám khảo Quang Lê. Và xin chúc mừng con đã hoàn thành phần thi của mình rất tốt. Tiếp theo chúng ta sẽ gặp gỡ với hai bé đến từ đội của cô giáo Yến Trang. Ở những vòng trước thì hai bé này chọn hai cái dòng nhạc hoàn toàn khác nhau. Lần này thì cô giáo Yến Trang lại muốn kết hợp hai bé với nhau và chọn cho hai bé một cái dòng nhạc hoàn toàn khác với sở trường nào giờ của hai bé. Một cái bài hát thiếu nhi dễ thương. Và chúng ta sẽ cùng xem bé Quang Hiểu và bé Bảo Nghi thể hiện phần thi này của mình như thế nào nha. Sắp tới phần thi của con rồi, con rất là hồi hộp. Nhưng mà nhờ có chị Nghi luôn động viên con. Và con mong phần biểu diễn của con và chị Nghi sẽ hoàn thành tốt đẹp. Non tonne, non tonne,
ton đời, hồng môi chớm chớm lon ton à lon ton ơi lon ton đời đôi mắt con cười bàn chân con nơi bàn chân mình sẽ nghe giám khảo nhận xét ha. Dạ. Chào mời chú Thanh Bạch. Nếu mình hát đơn ca mình sẽ có quyền quyết định tất cả những cái bố cục và thậm chí là xử lý cái bài hát theo ý kiến, theo cái phù hợp với giọng của mình. Nhưng mà khi phối hợp với nhau thì mình phải cảm nhận được giọng hát của mình và của người bạn diễn của mình nữa. Điều này nó tăng cái độ khó lên. Tụi con có một sự trải nghiệm trong cái chương trình này rất là tuyệt vời. Để tụi con có cơ hội mở rộng nó ra, cái kỹ thuật biểu diễn nữa. Và điều này rất là cần thiết đối với người diễn viên sau này. Chú Hoài Linh có ý kiến gì với hai con không? Với cái tiết mục này thì hai con đã thể hiện rất là tốt cái bài này. Cảm ơn Nghi và Hiểu. Cảm ơn chú. Cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Tiếp theo chúng ta sẽ gặp gỡ với một thí sinh, một cô bé dễ thương của lớp, tài năng nhí, tài năng đặc biệt của Gia Bảo. Cô bé này rất là dễ thương với đôi mắt một mí, giọng hát hay mà còn biết đánh đàn nữa quý vị. Đó là cô bé Quách Minh Minh. Dạ, trước khi thi của con hơi run và con hơi hy vọng là con sẽ làm tốt ạ. Xuống đây, trời ơi, cô bé dễ thương của chúng ta, Quách Minh Minh. Không cần nhạc đệm luôn, tự đệm tự hát luôn. Bây giờ thì mình nghe ý kiến của các vị giám khảo. Mời giám khảo Quang Lê trước ạ. Chú rất là thích con đàn. Con học có một tháng mà con đàn như vậy là con giỏi hơn chú đó. Chú học một năm rồi chú vẫn không biết đàn. Chú chỉ biết hát thôi. Thì vừa nghe con đàn, vừa nghe con dễ thương quá. Bây giờ chú phải biết làm sao. Chú chỉ nói câu là chú thích thôi chứ giờ nói gì nữa. Dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn chú Quang Lê. Còn chú Thanh Bạch thì sao ạ? Con đã rất là tự tin, rất là nhuyễn, nhịp nhàng, tất cả chuẩn. Và khi con hát con đẹp gấp 3 lần như con đang đứng không như thế này nè. Chứ là con có tố chất nghệ thuật đó. Chú chúc mừng con. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo. Chúc mừng con. Và còn tiết mục tiếp theo cũng dễ thương không kém nữa, đến từ đội của Gia Bảo. Chúng ta hãy đến với tiết mục Mẹ là tấm gương với phần trình diễn của bé Cát Vi. Ba hả? Em Tám nè. Trời đất ơi, sao giờ này chưa qua nhà em nữa?
thì chị đem cái tiền của em cho chị mượn á. Đúng rồi, chị nhớ chị đem luôn cái tiền lời luôn nha. Qua đi em đợi được, tiền là em đợi hả? Chị nói sao chị? Có gì đâu ấp úng mà chị cứ nói đi. Chị em không mà giấu cái gì, dạ sao chị? Chị nói sao? 3 ngày nữa chị mới trả. Trời đất ơi bà ba. Rồi bà nghĩ sao vậy? Tôi cho chai phải tôi làm từ thiện đâu mà bà bây giờ bà muốn trả trả nào trả hả? Tôi nói cho bà biết, tiền của tôi là tiền đẻ ra tiền chứ không phải là tờ giấy. Bà thích mượn thì mượn, muốn trả thì trả. Bà ở nhà đi, tôi qua tôi cào nát nhà bà. Ừ, ở đó đi, tôi qua liền. Con Tám này nói được là làm được, bà đợi nó đi. Cái gì? Tôi qua liền là khỏi gọi. Cô là ai? Cô là đồng minh của bà ba hả? Cô nói đi, tôi không sợ đâu. Cô là ai? Cô là cô của cô giáo của Cát Vy. Cô... cô ơi, giờ không có, vừa rồi chỉ là sơ suất nhỏ nhỏ của tôi thôi. Ừ, tôi nóng tính á, không có gì đâu cô, chuyện tào lao mà. Dạ xin lỗi cô, tại tôi nóng tính quá. Dạ cô gọi tôi có gì không? Dạ cô, tôi biết mà, các vị học giỏi giống tôi. Sao cô? Cô nói sao? Có chuyện đó luôn. Được rồi, để tôi về tôi la nó. Dạ dạ, cảm ơn cô. Dạ dạ dạ. Dạ, con chào má, con đi học mới về. Vì. Dạ. Nghe má hỏi, bữa nay con đi học con quậy đúng không? Dạ, dạ con đâu có quậy đâu má. Con đừng có nói xạo. Con đi học con biết ngoan ngoãn, để cho cô giáo gọi điện thoại mắng vốn má. Rồi người ta nhìn vào, người ta nói má không biết dạy con, mặt mũi má để đâu, nhục ơi là nhục. Tại sao vậy hả? Hả? Dạ con đâu có quậy đâu. Đụng tới là khóc. Đâu có quậy gì đâu. Thôi, con không có quậy đúng không? Tại vì má nóng tính quá. Thôi con có quậy thì thôi. Đi học con ngoan lắm đúng không? Dạ đúng rồi má, con ngoan lắm. Con không có quậy. Con chỉ cho mấy bạn muốn tiền lấy lòi thôi à. Đó, con giúp má. Hả? Con cho bạn mượn tiền lấy lời. Dạ. Rồi con lấy bao nhiêu? Dạ thì hôm nay con cho mấy bạn mượn 10 ngàn nè. Rồi ngày mai mấy bạn phải trả cho con 14 ngàn á má. Nói lấy lời còn mắc hơn tôi. Mà bạn con nhỏ xíu như vậy mượn tiền làm cái gì? Dạ thì có mấy bạn mượn để mua đồ chơi nè, hoặc là mua chuyện nè. À thôi má hiểu rồi. Cô giáo thấy con đang cho bạn mượn tiền nên cô giáo la con đúng không? Dạ không phải. Chuyện là vậy nè. Hôm nay á là cái ngày mà mấy bạn phải trả tiền cho con á. Mà má biết á, con mới bước tới con hỏi mấy bạn sao không? Sao? Ê mấy bạn, ở đây mình nói nghe nè. Mấy bạn có khỏe không? Mấy bạn có biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay á là ngày mà mấy bạn phải trả tiền cho tôi á. Rất là lịch sự, quá nhẹ nhàng. Vậy bạn con trả lời sao? Mình không có tiền. Được rồi con sao? Bạn nói sao? Bạn không có tiền hả? Trời ơi! Bà mượn tiền tôi hôm nay không trả hả? Tiền của tôi á là tiền đẻ ra tiền, không phải là cái tờ giấy. Mà bạn không trả cho không nha. Đọc tiền đi liền cút luôn. Mấy bạn á, có tin là tôi tới nha mấy bạn. Tôi cào cái nhà của mấy bạn ra không? Hả? Con cá quy này á, dám nói là dám làm đó nha. Còn bây giờ thì tôi tịch thu bút của bạn. Khi nào á mà bạn có tiền thì tôi trả cho bạn. Trời ơi Cát Vy ơi, má không còn một cái từ nào để nói với con nữa. Con học ở đâu ra cái thói mà con cho bạn mượn tiền lấy lời, bạn không trả được con lại con siết nợ, con cào nhà người ta hả? Học đâu đó, ai dạy con? Dạ đâu có ai dạy con đâu. Chứ con học ai? Con chỉ đi, con chỉ cho má biết con học ai. Má qua má cào nát nhà nó liền. Ai mà thở đời dạy con cái mà dạy con chỉ đi, ai hả? Ai? Đâu, đứa nào đâu, bước ra đây. Con chỉ đàng hoàng coi má có thấy ai đâu. Dạ con học má. Tại vì con thấy má đi đòi nợ gì ba cũng vậy chứ bộ. Thì tại vì má cũng làm để kiếm tiền nuôi con thôi. Thì ba cũng phải lo cho con của dì ba chứ má. Má biết không,
đã mấy tháng nay rồi á, chị ba không có tiền để mà đóng tiền học cho bà Mỹ Ngân rồi đó má. Thôi con, chuyện mình lo, kệ người ta đi. Dạ, con chào dì Tám. Ủa, má con kêu con đem tiền qua cho dì Tám hả? Dạ không, con không có tiền. Không có tiền qua đây làm chi? Dạ, con qua để con xin lỗi dì Tám. Vậy đi. Ủa, tôi cho dai mà xin lỗi là sao? Vậy đi. Thôi mà Vy, mà nói cho dì Tám biết đi. Không được. Nè, hai đứa làm gì mà to nhỏ mà nói vậy? Cắt Vy con bước qua đây. Bạn mới vô mà con đuổi về là sao hả? Con còn giấu má cái chuyện gì nữa? Nói. Dạ thưa má, đã mấy tháng nay rồi á, chị ba không có tiền mà đóng tiền học cho bạn Mỹ Ngân. Ngày nào đi học á, bạn Mỹ Ngân á cũng bị cô nhắc nhở la hoài à. Cho nên là con mới nhịn ăn, con để dành tiền á, con đóng tiền học cho bạn Mỹ Ngân, mà cũng không có đủ nữa. Cho nên con mới lén lấy tiền của má. Con cho mấy bạn mượn lấy lời. Con định á là gom hết lấy cái số tiền lời đó lại, để lần sau á con cho mấy bạn mượn mà con khỏi phải lén lấy tiền của má nữa. Vậy con biết cái việc mà lén lấy tiền của má là một cái việc làm rất là xấu. Nhưng mà để giúp cho bạn Mỹ Ngân được tiếp tục đi học á, thì con không còn cách nào khác nữa rồi má ơi. Má. Con, sao mà con nhỏ mà con suy nghĩ lớn quá vậy trời. Má chưa bao giờ suy nghĩ được như con. Tại vì con học ở trường á, trường con có câu là lá lành đùm lá rách, cho nên con chỉ muốn làm theo những gì mà con đã học thôi à. Hai đứa nói là đã học cái câu lá lành đùm lá rách ở trong trường đúng không? Dạ. Vậy thì bây giờ á, má muốn hai con học thêm cái câu này nữa, hai con làm được không? Câu gì vậy má? Đó là tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình, tụi con làm được không? Dạ được. Bây giờ má sẽ dẫn hai đứa con đi chơi. Má ơi, chị má. Con thấy các anh chị hát rất hay, mà con không biết là có được vô vòng trong không nữa. Con cứ đem hết khả năng của mình để trình diễn cho ban giám khảo xem. Ai bên trắng tròn góc ngâm xoài lắc tay. Ai bên trắng tròn góc ngâm xoài lắc tay. Các anh chị ơi, mua giùm em bánh bò, bánh tiêu, giò cháo quẩy nè. Bánh bò, bánh tiêu, giò cháo quẩy nè. Cô Thanh Hằng ơi, mua một con cái bánh bò, bánh tiêu đi cô ơi. Chị ơi, lại đây tôi nói nghe nè. Gì đó chị? Trời ơi, thế bán cái gì mà giò cứ chéo quẩy qua một bên là sao? Đây nè, chị ngồi xuống đi rồi tôi nói chị nghe. Giò cháo quẩy là này nè, chứ không phải là mình ngồi và mình chéo quẩy qua một bên, chị hiểu không? Hả chị? Tôi biết rồi, giò chéo quẩy là cái này, chứ không phải là ngồi mình lấy giò mình chéo quẩy qua bên này như tắm biển Hawaii đúng không? Ôi. Nè, tôi nói nghe cái này nè. Thế sáng giờ em bán có được không? Tôi đẹp trai mà đương nhiên bán phải được rồi. Còn chị, sáng giờ chị bán được không? Ý mèn ơi, trời ơi sao còn nhiều dữ vậy chị? Lẽ chị bị ế hả? Này, hàng tôi bị ế chứ không phải là tôi bị ế, nghe rõ chưa? À, là hàng chị bị ế chứ không phải là chị bị ế đúng không? Rồi chị ế, chị hàng chị bị ế vậy rồi lấy tiền đâu chị gửi về quê lo cho mấy đứa nhỏ nó ăn học? Thì bán thâu đêm suốt sáng cũng hết thôi mà anh. Nhìn chị buôn bán tần tảo vậy á, y như là thân cò lặn lội vậy đó. À, mà hôm bữa tôi nghe chị hát á, cũng hay lắm. Sao chị không đi thi hát đi, mà chị đi buôn gánh bán bưng vậy chị? Thì tại chưa tới thời. Rồi chừng nào mới tới thời? Thời sắp tới rồi. Sắp tới đúng không? Vậy bây giờ chị hả, chị đứng lên chị hát cho tôi nghe một bài đi. Rồi tôi nè, với lại mấy chị em bán gánh đây nè, mua hết cái gánh của chị chịu không?
anh nói là phải giữ lời đó nha. Rồi, mấy chị em ơi. Ơi. Ra đây nghe hát nè. Ra nghe hát kìa. Đây chị em ơi. Rồi, chị hát đi, rồi mấy chị này mua hết cái gánh của chị cho. Rồi, vậy tôi sẽ hát một bài. Anh gì ơi, anh ấy cho em tiếng nhạc với. Người canh ba thức giấc trong đêm khuya bằng một mình lầm lũi thân cò. Được một con tôm đôi ba con đêm đêm nay không thấy có con cá nào. Có hơi tôi đi về đi, đêm qua không thế đêm nay không thế có ơi. Lăn lội cả đêm chị ơi. Cái ông kia ông lừa mình rồi, ông không có mua hết của mình đó. Ủa, quay trở lại rồi hả? Dạ chào khán giả. Cái gì mà ham tranh giọng thấy sợ vậy? Đi bán bánh tiêu bánh bò đi đi, còn không ra chào khán giả. Đứng lại, bỏ đó. Trời ơi, con ơi, con nghi quá, nghiền hơi cái gánh của con là bị mọi người ăn hết đó. Mang ra đây. Ăn hết mừng nhưng có gì đâu. Mua ly xoài. Ca hay quá, về mình ở lúc nào để bán xoài lắc. Anh em ơi, bán em muốn mua ly xoài, xoài lắc đi. Nãy giờ ngồi đây thèm quá. Bánh lỗ tai heo. Đó, xuống mời chú Quang Lê cái này cho con. Chừng đấy nghe con. Té, té, chừng té đó con. Kéo té con ơi. Con ơi, đem tiền cho ông Năm nha con. Trời ơi, đại nghĩa cho Liên. Bánh lỗ tay heo cũng phù hợp đó. Ý muốn cái nói gì đó. Không có cố ý nha, vô tình thôi. Mà thiệt ra nó cũng có nằm trong suy nghĩ của Nghĩa. Thôi Nghĩa ơi, em giải thích ra làm gì kỳ cục. Dạ, đây là lời của anh Linh. Quang Lê ơi, đây không phải là lời của Đại Nghĩa, là lời của Hoài Linh. Dạ, mời mấy cô chú cái ăn thông thả nha. Mà người ta nói thường á là sao anh lên cái câu gì ta phải nói đó. Ăn xôi chùa nghẹn họng. Đã, ăn xôi chùa nghẹn họng đó. Mấy cô chú góp ý sao cho con nó vui ạ. À? À, nhất là chú Lê đó, lỡ ăn miếng bánh rồi đó. Dạ mời chú Lê nói trước luôn á. Nói sao coi cho đặng thôi chứ ăn công của người ta gánh ra. Không, không phải miếng bánh mà khen đâu. Thật sự là
Tôi đâu có nói gì đâu. Nói chung là cũng mồ hôi nước mắt của cháu đó. Hồi nãy giờ là chú coi là chú say mê lắm rồi à, từ cái thoại kịch là chú đã thích lắm rồi. Con đóng rất là tự nhiên, rất là duyên dáng. Chú rất là thích con mà con hát cái giọng ca phải nói nó tuyệt vời lắm mà hay lắm, mà cao lắm, mà tuy là con không cao nhưng mà tiếng hát của con rất cao. Chú rất là thích con. Dạ con cảm ơn chú con nghe. Dạ mời anh Linh ý kiến luôn ạ. Thật sự ra thì cái giọng của con là chú rất là thích, là tại con giọng con rất là khỏe. Con đã thể hiện được cái bài hát này rất là tốt à, cho nên dạ là con chú... cảm ơn chú Hoài Linh. Chúc mừng con. Cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Cảm ơn những lời góp ý của các vị giám khảo dành cho tiết mục của Yến Vy. Rồi đi. Trời ơi. Bye bye các cô chú. Chào con. Trời ơi không gió nữa kìa. Rau bạn đi không? Con, rau. Rau coi, 2, 3. Ai bánh tráng trộn cóc ngâm xoài lát đây? Ai bánh tráng trộn cóc ngâm xoài lát đây? Có nhận ra lại không ạ? Bé Thanh Tâm, bé Thiên Kim đến từ lớp của cô giáo Quỳnh Mến. Vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, bài hát Ngày Mai, một bài hit của nữ ca sĩ nào con biết không? Dạ là cô Tóc Tiên. Cô Tóc Tiên hát hay nè ha, nhảy giỏi nè. Con cũng làm được điều đó, nhưng con cái cô Tóc Tiên không làm được như con. Đố con biết là gì? Dạ, con biết. Cô Tóc Tiên á không có cái màn lắc tóc như con. Chứ nhìn con chứ không thấy
một cái sự rụt rè nào hết. Chú thấy một cái sự chuyên nghiệp. Chú Nghĩa nói cái vụ mà lắc cái tóc là con hơn cô Tóc Tiên bởi vì cô tóc ngắn. Còn một cái điều nữa mà cô Tóc Tiên chắc chắn là cũng khó mà làm lại được như con, đó là chống một cái tay mà lộn qua và lúc có chuẩn bị hát vô cái phần hai. Và cái phần vũ đạo rất là nhiều, nhưng mà chú nghĩ là con còn lên cao được nữa, cho nên là nếu mà bài này mà lên khoảng nửa tông nữa thì tốt. Hay giờ vậy nè, con hát thử hết mức con ở cái giọng mà cao nhất, cái câu ngày mai ra 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 ra, hát cao hơn cái tông vừa rồi, con hát thử xem. Ngày mai hãy cho tôi ngủ quên, ngắm trăng ven bình minh, ngập tràn sương sớm, nụ cười trên môi đẹp xinh. Ngày mai đến bên tôi gần hơn. Rồi được rồi, cảm ơn con. Rất tốt. Cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Mời giám khảo Quang Lê. Chú khen con là bởi vì con vừa hát mà con vừa linh động quá. Tại vì con biết mà mỗi khi mà hát nhạc nhảy đó, rất là khó cho ca sĩ vừa cầm mic vừa hát mà vừa nhảy nữa. Tại vì khi mà hát đó, tim đập nhanh là con sẽ mệt lắm. Nhưng con vừa nhảy, nhịp tim con vẫn đánh rất là nhanh. Nhưng mà con không có hụt hơi, con vẫn thể hiện tròn vẹn. Và tới phút cuối, con vẫn làm tốt. Chú thích tiết mục của con. Dạ, cảm ơn chú.